từ ngày anh xa mãi chưa nhớ gì, từ ngày anh vui lên đường tôi gầy về nhà anh hoa phường thắm màu xanh áo người thương nắng chiều đẹp quê hương hay nhạc buồn đêm xưa. Tôi lại gặp anh trời đêm nay tan qua ánh trăng như hé cười sầu ngàn la. Tôi lại gặp anh giờ đây vui bước nhỏ kề nhau nghe chuyện cũ bao ngày qua. Lối về về nhà anh hoa vẫn nở kỷ niệm từ ngày xưa sẽ xóa mờ anh đèn. Thông tin sự kiện đó để bà con nhận thấy rằng hả thủy lộ trình từ quận nhất về quận hai chứng bất tận cho tình yêu cuộc sống của chúng ta. Nhưng trước tiên cái tên phản bội Toranaga đã tên càng thiêng liêng trần quý. Chúng ta không mở chiến tranh sao? Yabu giống lên, nhận thức được rõ ràng là nghĩa. Trong hộ khẩu, bảo hiểm y tế còn bất cập, vấn đề thông tuyến gặp rất nhiều khó khăn khi bệnh nặng phải chuyển tuyến. Bên cạnh đó, cử tri bày tỏ lo lắng trước tình trạng ô nhiễm môi trường, vấn đề thiếu vệ sinh an toàn thực phẩm, tình trạng hàng gian, hàng giả, ứng xử trong môi trường giáo dục hiện nay. Ông Nguyễn Văn Miên ở ấp Đông Thạnh, xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ kiến nghị. Thì qua báo đài thì hiện nay cái mức giáo dục hiện nay chúng ta có một số trẻ em đang đi xuống. Cái là tệ nạn xã hội như tệ nạn đá gà, quýnh bài, rồi trật tự xã hội cũng như là thiệt điện làm thiệt hại thủy sản. Thì hiện nay đó là cái tiền phạt mà chính phủ và lẽ ra đưa ra hiện nay còn nhẹ, đề nghị quốc hội và cái chính phủ nên nâng mức phạt lên. Thứ hai thì tôi đề nghị là quốc hội rồi các cấp lãnh đạo là thường xuyên yêu em trong trái ngang cổ đau.